Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Và đây là chuyên mục hỏi đáp của An Phát. Việc ra đời chuyên mục này cũng bởi lý do là những cái ngày vừa qua cũng như là rất lâu rồi thì chúng mình luôn nhận được những câu hỏi ở trên kênh YouTube của An Phát. Và có những câu hỏi thì chúng mình trả lời được, còn có những câu hỏi thì chúng mình cũng không để ý nên là cũng bỏ qua. Vì vậy nên là chúng mình sẽ làm một cái số hỏi đáp của An Phát để tổng hợp những cái câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về linh kiện máy tính cũng như là máy tính laptop, PC rồi màn hình. Tất cả những cái thứ mà liên quan đến công nghệ mà chúng mình đang làm thì ở đây chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và bây giờ thì là số đầu tiên, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và chúng ta có thể ra số thứ hai, thứ ba rồi là thứ 200, 300 được. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu số đầu tiên thôi nhá. Đầu tiên là có bạn Mr. Bò, bạn có hỏi là cấu hình là Intel E8005, RAM 2GB và HDD 80GB thì có chơi được PUBG không anh? Và ở cấu hình là Medium và có livestream được không? Mình trả lời luôn là cấu hình này của bạn thì không chơi được. Bởi vì PUBG là một cái game tuy là online thôi nhưng mà nó cũng khá là nặng. Vì vậy nên là các bạn thì thường tốt nhất là hãy chơi cái cạc đồ họa rời. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi cạc đồ họa onboard ấy, nó tích hợp sẵn ở trong chip rồi ấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên chuyển sang AMD ít nhất là khoảng từ 2200G trở lên thì mới chơi được. Còn nếu như bạn vừa muốn chơi PUBG cũng như là muốn có thể livestream được thì các bạn có thể tham khảo cấu hình của pickup của chúng mình. Thì chúng mình có rất là nhiều mẫu để các bạn có thể tham khảo, từ mức giá 5-6 triệu đến tận khoảng 100-150 triệu thì chúng mình đều có. Hy vọng là bạn có thể tham khảo. Ở câu hỏi tiếp theo thì của fanboy BTS, bên An Phát mình có build PC trả góp được không ạ? Thì bên An Phát thì vẫn build PC trả góp được bạn ạ. Và thậm chí là bạn có thể trả góp 0% nếu như bạn lựa chọn cấu hình PCAP, có nghĩa là pickup. Mà ở đây thì mình cũng có một bộ đang dùng để chiến PUBG rất là thoải mái. Các bạn có thể liên hệ với chúng mình thì để được tư vấn nhiều hơn. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Bảo Nguyễn. Bạn có comment trong một cái clip về chiếc SSD của Adata, thì bạn hỏi là chiếc SSD này thì có gắn được vào laptop không? Thì mình trả lời luôn là chiếc SSD này sẽ gắn được vào laptop của bạn nếu như laptop của bạn hỗ trợ khe cắm M2. Câu hỏi tiếp theo là bạn Hưng Nguyễn, thì bạn có một cái avatar rất là xinh xắn. Bạn có hỏi là cho mình hỏi kết hợp giữa Ryzen 3 2200G và VGA 1060 3GB được không? Cảm ơn. Thì mình cũng xin trả lời luôn là với cái cấu hình bạn đưa ra thì hoàn toàn có thể kết hợp được với nhau, và thường thường nó sẽ chơi ở các game ở độ phân giải là Full HD một cách thoải mái. Vì vậy nên là nó là một con chip 2200G ấy, nó là một con chip 4 lõi 4 luồng. Thế nên là nó thoải mái kết hợp với lại cái cạc đồ họa này. Ngoài ra bạn có thể nâng lên 2400G hoặc là Intel 8100 thì cũng đều ok cả. Nhưng mà nếu mà bạn muốn livestream ấy thì mình nghĩ rằng bạn nên nâng mức RAM của bạn lên tầm khoảng 16GB thì là hợp lý hơn. Câu tiếp theo của bạn Meo Meo, tản nhiệt nước mà không có lúp thì có hiệu năng hay là chỉ làm màu thôi? Thì đây là bạn ấy comment ở trong cái clip mà mình đã giới thiệu về một chiếc RAM tản nhiệt nước. Thì cái RAM này là nó chỉ gói gọn cái nước ở trong cái thanh RAM thôi, vì vậy nên là nó sẽ không có vòng tản nhiệt. Thì về cơ bản thì cái việc làm tản nhiệt nước cho cái thanh RAM này thì nó chỉ là một phần là nó khiến nó đặc sắc hơn. Cũng có thể là nó sẽ nâng hiệu năng nhưng mà sẽ là không nhiều, mà chủ yếu là cái RAM này thì là nó sẽ chỉ chủ yếu dành cho những cái người mà thích chơi những cái thứ mà lạ độc thì nó sẽ đẹp hơn về hình thức thôi. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Tiểu Long, thì bạn ấy hỏi là sao mình ghim tai nghe vào tai cầm và kết nối Bluetooth với Win 10 nhưng mà vẫn không có âm thanh của tai. AD hướng dẫn giúp. Thì mình nghĩ rằng với trường hợp này thì bạn thử lại bằng cách là cắm thử lại cái dây micro, xong là sau đó thì bạn khởi động lại xem là đến khi mà cái tay cầm ấy thì nó sáng hoàn chỉnh chứ nó không còn nhấp nháy nữa, thì bạn thử xem là lúc đấy đã có âm thanh chưa. Còn nếu mà vẫn chưa có ấy thì bạn hãy mang đến An Phát và chúng mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Câu hỏi tiếp theo thì bạn Thọ Đào hay là Thọ Bảo gì đấy, bạn có hỏi là cấu hình như nào thì chơi tất cả các game giả lập tốt nhỉ? Mình chưa dùng game giả lập Android bao giờ nên không biết. Thì game giả lập thì dạo này mình thấy là đang hot là cái game giả lập PUBG trên điện thoại. Thì nhiều ông bắn trên máy tính có kiểu xử lý rất là nhanh so với điện thoại. Vậy nên mình nghĩ là bạn cũng muốn nói đến PUBG đúng không ạ?
hoặc là game khác thì mình chưa rõ. Nhưng nếu mà với cái game đó thì mình nghĩ rằng bạn chỉ cần sử dụng i3-8100 hoặc là i5 đời cũ đổ lên, hoặc là bên AMD thì bạn có thể dùng chip là khoảng Ryzen 5 trở lên là tốt nhất. Còn VGA rời thì bạn 1050 là ok rồi. Tuy nhiên ý, phần quan trọng nhất là bạn phải để ý đến cái dung lượng RAM của nó. Nếu RAM của bạn ít quá thì mình nghĩ là sẽ không chạy được. Mà ít nhất thì bạn cũng phải từ khoảng 8GB RAM. Còn nếu mà 4GB RAM thì bạn vẫn chơi được thôi, nhưng mà nó sẽ có lúc giật lag. Bạn hãy chú ý điều này. Ok, tiếp theo thì là một câu hỏi về RAM tiếp là của bạn Kevin Đức. Thì bạn có hỏi là trong cái video về chiếc RAM mà có tản nhiệt nước ấy, thì bạn hỏi là RAM này chạy với Ryzen 7 2007X trên board mạch chủ là Asus B350 TUF thì có ổn không? Và RAM nào thì tối ưu nhất cho Ryzen 7 2007X? Thì mình xin trả lời ý đầu tiên của bạn là bạn hỏi là cái RAM này thì có chạy được trên chạy với Ryzen 7 2007X không? Thì mình trả lời luôn là có. Thì bởi vì cái RAM mà các bạn đang xem ấy là nó cũng khá là tốt khi mà chạy cùng với lại là Ryzen 2007X. Và bạn muốn, cái ý thứ hai của bạn là bạn muốn cái RAM nào tối ưu nhất, thì về cơ bản là bạn cứ tìm xem là chiếc RAM nào thì có tốc độ burst cao nhất thì bạn hãy cho chạy cùng với AMD thì nó sẽ tăng hiệu năng hơn. Ok, tiếp theo là một câu hỏi về build máy của bạn Tín Nguyễn. Shop ơi, mình định sắm PC nhưng lần đầu tiên nên là không biết làm sao, và tham khảo một số linh kiện trên shop thì thấy cũng ưng. Bạn đã kể ra là CPU Pentium G460, VGA là 750 Ti, RAM 8GB, rồi là mainboard là B75, mà không biết là có tương thích với CPU G460 không, và tầm là khoảng 7.2 triệu. Thì mình xin trả lời bạn là cái mainboard B75 nhà bạn thì khá cũ rồi, và dùng các CPU của Pentium series 2 hoặc là đầu 2 hoặc là đầu 3 ấy, thì là nó là đời cũ. Cái socket là 1150 thôi. Còn nếu mà bạn dùng G460 mà phải chọn bo mạch chủ H110 trở lên thì bạn hãy nên kết hợp. Còn nếu mà bạn muốn với cái tầm tiền đấy thì bạn có thể chọn ASRock H110 DVS R3.1. Thì đó là gợi ý của mình dành cho bạn. Tiếp theo thì có bạn TVH mày, tên lạ quá. Bạn hỏi là AD cho hỏi là nếu như chơi và stream thì nên chọn Ryzen 5 1400 hay là i3-8100 ạ? Em muốn build tầm 10 đến 12 triệu để chiến PUBG với stream LOL. Không biết là có được không? Liệu là có được 1050 Ti không? Em cảm ơn. Thì mà mình xin trả lời ý đầu tiên của bạn, thì bạn lựa chọn hai CPU là Ryzen với Intel đó thì nó cũng tương tự về hiệu năng. Tuy nhiên thì nếu mà bạn chọn CPU của AMD thì nó sẽ lợi thế hơn về số nhân và luồng. Ví dụ như là bạn sẽ có Ryzen 5 1400 thì sẽ có 4x8 luồng, so với Intel thì chỉ là 4x4 luồng với chiếc 8100 thôi. Vì vậy nên là mình nghĩ là bạn nên chọn AMD thì bạn có lợi thế về stream hơn. Còn với tầm tiền của bạn thì mình nghĩ là không được 1050 Ti đâu. Nên là mình nghĩ rằng bạn có thể tham khảo các bộ pickup của chúng mình, thì chúng mình sẽ có cái tầm giá đấy. Cụ thể thế nào thì bạn có thể lên trang web hoặc là xem một bài review chi tiết mà trước đây thì chúng mình đã làm, cũng khá là hay. Thêm một chút tiền nữa khoảng 14 triệu thì bạn đã có một bộ pickup Advan 504 rồi. Tầm đấy, bạn cố gắng thêm chút nhé. Bạn An Phạm thì có hỏi là dùng một ổ SSD 120GB thì có đủ tải khoảng 3-4 game online không ạ? Thì mình có thể nói là đủ bạn ạ. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chơi mượt ấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên mua thêm cái HDD để dự phòng. Bởi vì là 120GB thì mình nghĩ rằng là nó sẽ thừa. Nếu như bạn cài cả Win lẫn cả COP tầm khoảng 3-4 game thì 3-4 game thì tầm khoảng 20GB, xong là hệ thống nữa thì hết khoảng là 40GB, là bạn mất 60GB. Thì nó sẽ vẫn thừa ra. Nhưng mà mình nghĩ rằng sau này thì nếu mà bạn sử dụng lâu dài thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái file lưu trữ của các bạn, thì mình nghĩ rằng dần dần thì nó sẽ bị tốc độ nó bị giảm. Bởi vì là SSD nếu như càng chống nhiều dung lượng ấy thì các bạn sử dụng càng mượt. Vì vậy nên là mình khuyên các bạn là nó sẽ vẫn đủ cho các bạn cài 3-4 game để chơi, nhưng mà bạn nên sử dụng thêm là HDD đi kèm. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn
Lian Yu, nghe như kiểu người Trung Quốc. Bạn hỏi là cho hỏi là Ryzen 3 2002G thì dùng mainboard nào là tối ưu nhất và tối ưu việc nâng cấp nữa, thì mình khuyên bạn sẽ sử dụng mainboard là khoảng A320, và bạn có thể sử dụng tham khảo chiếc MSI A320 GreenEdge. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn lắp SSD cũng như là M2 và phù hợp cho việc là bạn nâng cấp về sau. Tiếp theo là bạn Hoàng Anh Phạm thì có hỏi là cho hỏi màn hình này thì nên dùng cổng giao tiếp gì để kết nối và tối ưu tần số quét. Thì bạn ấy có hỏi trong video nói về chiếc màn hình là MSI Optic G27C2. Thì hiện nay thì các màn hình sử dụng cổng mới là DisplayPort. Vì vậy nên là bạn cứ dùng DisplayPort sẽ có thể kết nối được với cái màn hình MSI này thôi. Bạn Hoàng Hải thì có hỏi một câu khá là hay là nên lấy chip khác chẳng tội gì mà dùng VGA1050Ti mà lại lấy con chip là 2002G tích hợp đồ họa. Thứ nhất là lãng phí và giảm hiệu năng của chip, kỹ thuật nên xem lại. Thì mình nghĩ đây là một câu hỏi khá là hay của bạn, khi mà rất là nhiều bạn cũng phân vân rằng là liệu có nên kết hợp VGA rời với là một chiếc card on board không. Thì mình nghĩ là vẫn nên, bởi vì thứ sao, bởi vì con chip là AMD 2002G này thì là một con chip giá rẻ và nó rất là tốt cho việc các bạn sử dụng đa nhiệm. Vì vậy nên là nó sẽ có thể cạnh tranh với lại những con chip khác của đôi khác. Và thứ hai là khi mà các bạn sử dụng đồng thời cả card on board lẫn chiếc VGA rời thì nó sẽ không làm giảm hiệu năng của bộ máy của các bạn. Các bạn thấy tiếc là bởi vì là như thế là sẽ làm phí mất khả năng xử lý đồ họa của con chip này, đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì là ví dụ như là các bạn có thể chẳng may hỏng mất chiếc VGA rời thì bạn vẫn có thể có GPU trong chiếc card on board này của các bạn, có thể giúp các bạn xử lý những tác vụ khác khi mà chiếc card kia vẫn đang hỏng. Và quan trọng nhất là giá của nó rất là rẻ, các bạn nên yên tâm về điều này. Có một bạn là New Audio, chắc bạn này làm về âm thanh này. Có bộ nào 15 triệu đổ xuống phục vụ tốt cho vlogger edit video bằng Premiere không? Thanh shop. Để trả lời câu hỏi này của bạn thì mình xin giới thiệu cho các bạn là hai bộ PC Alphard mà chúng mình gọi là Pickup. Ở đây có một bộ thì nó là hai bộ Advent. Cụ thể nó như nào thì mình không nhớ rõ từng số, nhưng mà nó là bộ 504. Thì hai cái bộ này thì nó sẽ có mức giá là khoảng từ 15 triệu đồng đổ xuống. Và với hai cái mức giá này thì bạn hoàn toàn có thể làm video một cách thoải mái ở trên con PC này. Tuy nhiên nếu như mà bạn không chơi game và bạn chủ yếu chỉ làm vlog rồi là edit bằng Premiere, không cần mà dùng nhiều đồ họa quá nặng, thì bạn có thể giảm các đồ họa xuống và thay vào đó thì bạn dùng tiền để nâng cái con chip của mình mạnh hơn, thì mình nghĩ là sẽ là tốt hơn cho sự lựa chọn của bạn. Vừa rồi là câu trả lời cuối cùng trong số hỏi đáp của An Phát số lần này. Các bạn thấy số 1 của chúng mình thế nào? Hãy comment cho chúng mình biết, để có điều gì mà các bạn chưa vừa ý thì chúng mình có thể sửa trong những số tiếp theo. Còn bây giờ thì video đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào thấy hay thì hãy cho chúng mình một like và một share để chúng mình có động lực làm những số tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những